Văn hóa khu phố cổ Hà Nội. Khu phố cổ Hà Nội tương ứng với một phần huyện Thọ Xương cũ. Nơi đây là chỗ sông Tô gặp sông Hồng, là một cảng thị đông đúc phồn thịnh. Không chỉ dân tứ trấn mà cả ngoại nhân như Tàu, Nhật, Hà Lan, Pháp từ thế kỷ 17 đã tới đây cư ngụ buôn bán. Các nền văn hóa hòa nhập vào nhau, tạo ra văn hóa kinh kỳ. Dưới đây là xét ở hai mặt vật thể và phi vật thể. Người Thăng Long trước hoàn cảnh vừa thuận lợi vừa vô cùng khó khăn của môi trường thiên nhiên đã phát huy những phẩm chất tinh thần và kinh nghiệm thực tế của ông cha để khai thác thiên nhiên một cách thông minh và sáng tạo, phục vụ lao động sản xuất, chiến đấu, xây dựng cuộc sống. Sự thích ứng với hoàn cảnh thiên nhiên được thể hiện trên mọi lĩnh vực. Riêng trên mặt sinh hoạt vật chất như ăn, mặc, ở thì sự thể hiện đó khá rõ nét và phong phú. Về ăn, Thăng Long là trung tâm của nước Việt, vốn là nước ở vùng nhiệt đới không có đồng cỏ nên săn bắn không thuận lợi bằng hái lượm. Khi phát triển nông nghiệp lúa nước thì trồng cấy có ưu thế hơn chăn nuôi. Trong tình hình này, thức ăn, thực vật là chủ yếu, bao gồm lúa gạo, ngũ cốc, các loại rau. Thức ăn động vật như thịt gia cầm, gia súc thường chỉ dành cho việc tế lễ và cúng dỗ họp mặt. Nguồn thức ăn đạm động vật chủ yếu là thủy sản, cá, tôm, cua, ốc. Với nguyên liệu chủ yếu là thực vật và một số ít động vật như thế, người Thăng Long thời xưa đã có nhiều sáng kiến chế biến để các thức ăn được thay đổi cho phù hợp khẩu vị và thời tiết. Bữa ăn luôn ngon miệng trong hoàn cảnh thiếu thốn. Là trung tâm chính trị, kinh tế và giao lưu văn hóa, Thăng Long Hà Nội có điều kiện thuận lợi tiếp thu kinh nghiệm chế biến món ăn từ các miền của đất nước và của cả nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ. Sáng tạo và khéo léo trong kỹ thuật chế biến, sự lịch lãm và tinh tế trong thưởng thức món ăn, người Thăng Long Hà Nội đã đặt dấu ấn văn hóa ẩm thực của mình trong nhiều thức ăn, đồ uống khác nhau. Thăng Long có nhiều món ăn đặc sắc, đơn cử như vài thứ mà Đại Nam Nhất Thống Chí đã nhắc tới. Bánh Phục Linh phố Hàng Đường và phường Đồng Xuân, hoặc chả cá cũng nhiều nơi làm, nhưng không nơi nào sánh kịp chả cá Hà Nội với kỹ thuật chế biến và nghệ thuật thưởng thức tinh vi, tế nhị. Ngày nay, món quà phở thì trong Nam ngoài Bắc, thành thị thôn quê, nơi nào cũng có nhưng cũng chỉ ở Hà Nội mới ngon, hương vị riêng không đâu trộn lẫn được. Về ăn mặc, thời xưa, áo quần người Việt cũng đã thích ứng với những điều kiện của khí hậu, của sản xuất và sinh hoạt mỗi vùng và ở mỗi mùa khác nhau. Trong hoàn cảnh xứ nhiệt đới, người ta thường dùng quần áo bằng vải, lụa mỏng, thoáng mát. Phụ nữ mặc váy, mặc yếm. Đàn ông thường đóng khố, cởi trần. Người ta thường đi đất, che mưa nắng bằng nón lá, áo tơi. Quần áo thì giản dị cho phù hợp với thời tiết, nhưng trang sức thì lại được đặc biệt quan tâm. Từ xa xưa, đã có đủ loại trang sức với nhiều kiểu khác nhau, bằng xương, bằng vỏ ốc, vỏ chai, bằng đá quý như vòng tay, vòng cổ, vòng chân, khuyên tai, vân vân. Có thể nói, ý thức thẩm mỹ trong trang sức đã nảy sinh rất sớm ở người Việt cổ và đã trở thành truyền thống. Dần dần, cùng với sự thay đổi và phát triển của tình hình kinh tế và xã hội, quần áo người Việt cũng ngày một cải tiến. Nhiều loại vải lụa bền tốt hơn, nhiều kiểu cách ăn mặc đẹp hơn. Có áo quần riêng khi lao động sản xuất, áo quần mặc trong nhà, áo quần mặc khi đi ra ngoài, áo quần ngày thường và áo quần ngày lễ Tết, hội hè. Riêng đối với Thăng Long, những trang phục mang tính dân gian từ các địa phương và các kiểu quần áo du nhập từ nước ngoài đều được con người ở đây lựa chọn và cải biên thêm đẹp. Triều đình Việt Nam nhiều lúc đã hạn chế nhập càng gấm vóc, tơ lụa, đắt tiền và khuyến khích dùng hàng nội hóa trong trang phục, trong nhân dân cũng như cả các tầng lớp thượng lưu và trong cung đình. Tuy nhiên, vải lụa đắt tiền chưa hẳn đã phải là điều quyết định cái đẹp của quần áo. Đối với người Thăng Long, chất liệu sử dụng có thể chỉ là vải lụa thô, nhưng từ việc lựa chọn chất vải, màu và kiểu dáng đến việc may cắt đều có sự chăm chút tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ,